Bạn chúng tiếp xuống video này nhìn dây MP được biếp nó không cả đâm lãng Domain Controller nó không Windows Server 2016 chẳng đâm bay đâm lãng Domain Controller dựng cho được can version xin Windows Server 2016 tình ọc ní. Ok chẳng đâm bay install Domain Controller dựng cho được can Add a rule and feature. Bên top máu dương cho biết thà next. Bạn chơi dọc biết thà rule based or feature based installation. Cho biết next máu. Bên top máu bạn next tiếp máu. Hãy xong thách biết thà active directory domain service. Click lên nâng máu và tọa máu vô biệt thá Add Feature. Ok, và tọa máu cho biệt thá Next. Next tiết máu. Ok, Next. Tọa máu cho biệt thá Install. Ok, cái này bị pra bê dùn tích chẳng dừng rung chăm vì là hộ đỏ đã chọc dần tức. Bạn ở lâu việc đã chọc hai chân dừng cho biết thế close. Bạn và tốt máu nấu phần này càng lớn ý nhưng miền biết thế ở sinh nhạc dự khơi miền sinh nhạc ưu tiên mũi chân dừng cho lâu việc bạn tốt máu click biết thế promote the server to a domain controller và click lên đăng máu. Ok, cái này ní cứ dừng bật cạc nấu domain name chân dừng đã thả add a new forest mà dù cái này nâng máu tọa máu nhưng cái này là root domain name chẳng dựng đại các bạn đây bạn có mặt hai nhập đã thả support.local chẳng cho tọa máu cho biết thả next. Ok, tọa máu dựng đại password bạn confirm password. Tọa máu cho biết thế next. Bà và tọa máu nhưng cho biết next tiền máu. Bà là ní cứ chú mua bao giờ nâng ấy vì dựng đạm mảnh chẳng next. Bà next tiền máu. Next. Ok, Windows của phong đã update chân lưu khả năng mình thêm. Bạn chân cái này như bị check ấy, cái này check chân mình đây thả dựng add install bài này. Chân cho biết thả install. Ok, cái này như bị đào dùng dụ đáy chân dùng chạm viên tích tức. Ok, cái này đi bị chọc rồi. Chẳng server bảo dưỡng từ ca restart đầm bầy ai quay để install nó bị đầm đà ca chẳng hạn. Ok, lâu dương restart cho bấy chẳng khuyên vì chênh mà chú mô dương mà đo ngay chú mô dương hãy administrator chẳng những vậy password bao dương tới. Bạn chẳng mình này thay dựng bàn tờ là nữ domain controller rồi vậy. Ok, chẳng video này xong mình chọc tâm tay bàn đăng bạc. Xong mà cùng.